Đấy, Đức Thầy về chỗ giáo nghe thì Đức Thầy nói lời hứa thì sẽ gặp mà phải nhẫn nại, đang nhẫn nại phải gặp, gặp thì cũng sẽ gặp. Trong lúc này ma quỷ nhiều lắm, rồi nó đầu óc thành cây là nhập thất hai tuần. Xin cho thế giới bình an. Sự học có gì để mà mừng thọ chúc Tết Đức Thầy. Cũng mày sáng đó anh nó để dĩa khoai đó. Hay sự học lấy dù để Đức Thầy lúc nào ông ăn cũng khoai cũng ngăn, cho nên nhỏ này cũng có phước. Tóm lại sư phụ chỉ kêu sư phụ này nhẫn nại thôi, và đừng có cãi cõi ai hết trong những ngày kế tiếp, tại vì nó gần kề á. Nên quỷ ma nó dùng dĩ giờ chó chờ Tết. Thì chúng ta làm rất là đơn giản, cũng vừa vui mà vừa mang nụ cười cho thế giới. Đó là một cái đại phước. Thế giới này không có đoàn văn công hay là Esa hay là Thí Nga nào mà màu sắc lộng lẫy như chúng ta. Gặp MC Ngân nữa. Nên thiệt, cứ hàng năm cứ theo cái này mình cứ làm.